Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 21 tháng 7, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi những nhận định của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ về nghe những mầm mống sự suy sụp dẫn đến sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam năm 1975. Về vấn đề uy tín quốc gia, tham nhũng, lính ma, lính kiển, một chuyện hành xử ngược ngạo và xem thường người dân ở thôn quê và lý do chính khiến cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa mất tinh thần. Qua phần 15, phỏng vấn đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Nhưng mà tại sao lại có chuyện đầu một nơi thân một nẻo? Tại sao lại có cái chuyện mà những người lãnh đạo nghĩ khác mà những người lính nghĩ khác, thì cái động lực mà để làm những người lính chiến đấu là cái gì? Đó là bởi vì tham nhũng. Tham nhũng. Bên đây, trong sách tuổi viết, quân đội chúng ta đó còn tinh thần đâu để mà chiến đấu. Khi mà tiếng bom đạn kẻ thù nó gào thét, bên tai bên đây đã nghe tiếng dân chúng đã đảo ngôn Nguyễn Văn Thiệu là tên tham nhũng học. Biết chứ, anh chứ phải nói rằng bản cáo trạng cô thuộc từ chữ mà, đảng sẽ thanh thuộc từ chữ mà. Rồi tương nghi đủ chuyện đó, phát động lên phong trào quốc cả nước chống tham nhũng, mà gọi tên đích danh Nguyễn Văn Thiệu là tên tham nhũng gọc. Rồi bây giờ anh là người lính đi, anh ra trận cầm súng bắn kẻ thù. Tiếng bom đạn rầm rầm bên tai anh nghe chúng đã đảo Nguyễn Văn Thiệu, tại làm sao tinh thần đâu mà chiến đấu. Thành ra tôi rất thương cái người bên cạnh đó, những người có tiền đó, thì nó lại đưa con nó vô ghi tên thôi, về nhà ba tàu đó, lính ma lính kiển. Trong khi mà những người dân miền Nam mình mà kêu bằng nghèo khổ, lấy lưng mình đỡ đạn cho những con nhà giàu nó, không có cái đó là không được, tinh thần đâu mà chiến đấu. Cho nên tôi thấy từ khi mà được diễm sạch đổ rồi đó, cái quy quyền quốc gia không còn nữa. Tức là cha thấy rõ ràng là chính quyền đề nghị Cộng Hòa là tham nhũng. Tham nhũng. Tôi là cái người trong cuộc mà, chứ tôi là tố cáo những tay tham nhũng ở miền quê mà. Phải nói rõ là chính tôi là người đã cứu một cái quận Long Toàn ở Trà Vinh ra khỏi bàn tay tham nhũng tại quận trưởng. Và phải nói chính tôi là người đưa quận trưởng nó vô trong phán buôn lao để bảo vệ cho dân chúng lúc đó. Tôi là người làm chuyện đó. Trong đệ nhất Cộng Hòa đã có những chuyện đó chứ, tham nhũng đó. Tôi còn nhỏ tôi chưa biết nhiều. Thời đó tôi còn nhỏ tôi chưa biết nhiều. Tôi chỉ biết rõ nhất đó, hồi đó tôi nghe thôi. Nhưng mà tôi biết rõ nhất là khi tôi lên một rồi, đụng chạm thực tế rồi. Đụng chạm thực tế rồi tôi thấy nó tệ hơn là tôi tưởng. Thấy không? Tôi nói là một nhân chứng, tôi không kết án A, B, C, mà tôi kết án cái cơ cấu lãnh đạo lúc đó. Nó lỏng lẻo đến độ mà cái mừng rồi tiệm mua quan bán chức nó rõ ràng vô cùng, ta nó đấu giá không có quận trưởng này bao nhiêu đấu giá, thì cái chuyện là nó đầy tràn, chứ không phải là một người ngồi đây mà nói mà cái bằng bịa chuyện mà nói. Với tôi là người nhập cuộc năm 70, tôi là người đụng chạm tới ông tỉnh trưởng đầu tiên khi mà tôi về tôi làm thái sứ tại Hòa Đảo đó. Trực tiếp cá nhân tôi, từ đụng chạm tới tình trưởng về vấn đề này, trực tiếp cá nhân tôi để tôi bảo vệ cho người dân. Rồi sau này tôi xuống cái bộ kia thì tôi trực tiếp tôi đụng chạm với chính quyền địa phương nữa, tôi bảo vệ cho dân chúng lúc đó. Cha không nghĩ là những cái đó là thâm căn cố đế từ thời Pháp truyền lại, hay là cha nghĩ là cái đó là từ mà nó phát tác ngay là cái chế độ đệ nhị Cộng Hòa tôi mà không, vì những cái lãnh đạo đó? Đời Pháp thuộc thì tốt rành lắm. Tốt rành lắm, với chức lãnh đạo địa phương nó hà hiếp bất luận những cái nào mà tôi thật sự là tôi không biết, tôi còn nhỏ tôi không biết, tôi chỉ biết gì mà đại thể về chính trị thôi, nhưng mà cái đi vào địa phương, đi vào vùng cảnh tôi không biết rõ, nhưng mà tôi biết rất rõ là từ đi không à, rõ lắm, khi tôi lên một rồi đó, rõ lắm mình, rõ, cái tham nhũng đó nó ghê lắm mình, ghê lắm, ví dụ là tôi nói chuyện rất nhỏ thôi, chuyện rất là nhỏ thôi, không phải là kể công việc mình làm, để mình thí dụ cho thấy rõ cái chuyện mà nó là thế nào. Tôi về tỉnh kia, lời tôi không nói tỉnh nào để đụng chạm lấy người đã chết tôi không có nhắc tới. Thời gian đó là có cái phong trào Việt Kiều hồi hương, chiến tranh bên Campuchia đó,
thì cấp du này cái thì chúng miền Nam Việt Nam mình ù té chạy về trong vùng biên giới, thì trong tỉnh lập ủy ban cứu trợ, tôi là một cái người được mời vô ủy ban đó, thì là chuyện tốt thôi, phối của xã hội này đó. Thì thời gian sau rồi thì bộ xã hội không biết cấp cho những người đó một cái phương tiện để mình định cư, tái định cư, thì không có số tiền làm được nhà, tôi tiết cái số tiền đó ăn hết, qua tay lọt tay dân chúng không còn nữa, tới chừng họ lại kéo nhà thờ tôi họ nằm. Thì lúc tôi không có nhà, tôi đi công chuyện về cha sở ông la, tôi nói cha làm như thế nào mà bây giờ mấy chục gia đình kéo qua nhà thờ nằm ý cái đá bự mà cha thì em giúp biết đi. Thì tôi mới qua gặp tên trưởng, thì ông lại nói câu này, chỉ biết hồi ngày xưa đó muốn gặp tên trưởng đó nó phải có cái hệ thống, đầu tiên anh phải vô anh ghi lấy phiếu hẹn và anh phải biết cho anh biết anh là ai và lý do để gặp. Thì tôi qua đàng hoàng, tôi xin danh trưởng, tôi là chủ phó nhà thờ, tôi muốn gặp ông tên trưởng về vấn đề về kiểu hồi hương. Thì nói chung thôi, đâu nói chi tiết rồi kia nữa. Thì tôi ngồi tôi đợi để ông tiếp, thì gắn bảo tôi ngồi. Mà con cái của họ đạo làm việc đâu, tôi lại sợ mắc cỡ, người là con cái mình cha mình qua đây chắc là đi xin cảm gai cọc sắt gì đấy. Tôi ngồi thấy bảo tôi che mặt tôi lại, bắt tôi ngồi đợi. Đợi đã đợi xong ra nói, tên trưởng không tiếp sẽ được bởi vì vị kiểu hương không còn gì để nói nữa. Vấn đề Việt Kiều Hương không còn gì để nói nữa. Ông nội mẹ ơi, anh biết đó, tôi còn trẻ mà, một cơn giận tôi nó bùng lên hết. Anh trời, thứ nhất là dân chúng đang bị cái đá nằm rầm trong nhà tôi ra, bởi vì tiền bạc cấp cho anh lập lại nhà lấy em rồi. Thứ gì nữa, ông cha sợ ông chửi tôi, nói cha làm quý bán gì bây giờ đó, mà bây giờ dân chúng bị cái đá nằm trong nhà thờ cha phải giải quyết. Thứ ba, tôi qua tôi ngồi đợi đã đợi mà tôi che mặt tôi lại sợ con cái tôi nói là cha của mình qua đây là đi mò vô đây để mà xin kiếm gai cọc sắt. Ra nói không còn nói nữa. Tôi đã bằng cái rầm tại cái phòng ngập. Anh vô anh nói thằng tỉnh trưởng anh, nếu nó nói rằng không thì nói, tôi sẽ cho nó thấy rằng còn rất nhiều chuyện để nói. Tôi ra đây đi xem ra tôi về. Tôi về đó, tôi giận quá, tôi còn tuổi trẻ mà giận mất khôn anh ơi. Tôi dắt cái roi, tôi rượt hết vô đám, đi, mày đi hết qua tội trưởng nằm. Bị kiều, đổi. Bị kiều, được kiều, lưng hồi đó. Quảng hầu tưởng, chào phó điên rồi. Đi, nó làm nhục tôi quá, chịu nổi nữa. Thì cảnh sát trưởng đó là trung là thiếu tá Phạm Khắc Đạt, bạn thân của tôi. Đạt ấy, thì tôi bất nổi gọi Đạt, cái Đạt ơi. Tôi cấm anh nghe chưa, anh không được trận cái đám dân này. Bởi vì nếu làm vậy thì mất cái chức ngay các cảnh sát để chơi chúng nằm giả ở bên hành chính thì sao. Thì đặt chạy qua tôi, con lại trang lại cho mày để con giải quyết. Không. Thì nó vô nó định rưỡng tự chạy qua gặp xin lỗi thôi. Tôi nói không. Thưa đại tá, tôi là người có học. Khách cứ đi nhà tôi đó, luôn luôn tôi tiếp. Thấy chưa? Luôn một tôi tiếp. Đại tá đối xử tôi nó quá tàn tệ. Nhưng không phải là tôi qua đây này, anh chúng thấy này. Bây giờ tôi sẽ đưa hết mấy chục gia đình này qua tòa hành chánh trong trại bên đó. Cả heo cuối nữa, lùa qua. Thì xin lỗi tôi rồi thì tôi thấy mình đã đến nước rồi, mình không nên làm mạnh nữa. Rồi nhưng giải quyết không phải là tôi, giải quyết là dân chúng này. Thì ra trong vòng tuần lễ, tôi cho hàng tuần lễ. Thì anh biết đó, đắp nền nhà đó là phải đắp khi mùa khô. Bây giờ ở nền nhà đắp gì nổi mùa mưa. Nhưng mà trong tuần lễ đó trời ơi, hối thúc bác phải lặn mất rừng nếu đâu nha. Nó thí dụ chuyện thôi, cho thấy rằng đó, khi mà cái giới chức địa phương đó, nó coi dân chúng không ra gì hết. Ngay cả những người như tôi là những người phải nói là lúc đó mình có cái địa vị trong cái xã hội, mà mình làm chuyện đàng hoàng chứ không phải là tôi đi qua toàn mai mà làm nhục tôi. Anh thấy đó là một thí dụ. Tôi không ra tên gì thả ra. Thì đó là cái bước đầu tiên tôi gia chạm. Rồi sau đó tôi xuống tới những người khác, nó là còn nặng nề hơn nữa. Thành ra nơi cái chuyện này đó, nó là cái vấn đề của lịch sử. Mình nói đây đó để rút ra một bài học. Nhưng mà cái bài học đến đó bây giờ thì em thấy rằng đó,
cái chế độ đệ nhị Cộng hòa đó nó vẫn còn tốt gấp trăm triệu lần hơn cho Việt Cộng bây giờ. Đó là ý tôi muốn nói. Ở đây không phải tôi ngồi đây để mà tôi đã phá cái điều đó, bây giờ tôi nói đó là cái thực trạng. Có thể nơi khác không có mà nơi tôi có, chứ không phải nói ô ông cha lễ này bây giờ đang ngồi đây để nói tào lao, chỗ tôi đâu có, không phải chỗ đâu có, chỗ tôi có thì sao đó. Nhưng mà để kết luận lại là dân chúng mình nó khổ hết, gặp cái chế độ nó vậy rồi qua gặp nước Cộng sản còn tàn ác cả triệu lần hơn nữa, anh thấy không? Đó là cái số phận bất hạnh dân tộc mình. Ý tôi muốn nói là vậy.